Mới đây thì mạng xã hội rộ lên nghi vấn Địch Lệ Nhật Ba sắp rời khỏi công ty quản lý Sa Hành. Cụ thể, cộng đồng mạng phát hiện gần đây cô nàng đã để rớt khá nhiều đại ngôn của một thương hiệu nổi tiếng khi các thương hiệu này hết hạn hợp đồng nhưng đều không ký tiếp. Hiện tại thì Địch Lệ Nhật Ba còn khoảng 14 đại ngôn, điều này đặt ra nghi vấn cô sắp rời công ty này. Được biết trước đó, tiến trình rớt đại ngôn này rất giống với Dương Mịch khi chuẩn bị rời Sa Hành. Trước khi đó thì những ngày qua Dương Mịch trở thành tâm điểm của sự chú ý khi không đạt được thành công ở cả màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ. Bộ phim Cáp Nhĩ Tân 1944 được kỳ vọng sẽ là tác phẩm giúp cô có bước tiến mạnh mẽ trong công cuộc truyền hình, thế nhưng vì nó cô lại vấp phải những lời chê bai. Dẫu vậy, khi đại kết cục của bộ phim Cáp Nhĩ Tân 1944 được chia sẻ lên mạng xã hội, diễn xuất cô lại thể hiện ấn tượng đến bất ngờ, nhận được lời khen từ khán giả. Ở phân cảnh này, Dương Mịch thể hiện được nỗi đau khổ tột cùng của nhân vật Quan Tuyết khi những người cô yêu thương đều không còn ở lại bên cô nữa. Quan Tuyết vừa ăn mì vừa cố gắng mạnh mẽ gạt nỗi đau qua một bên, thế nhưng cô không thể kìm nổi những giọt nước mắt. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc Triệu Lộ Tư xuất hiện tại sự kiện của thương hiệu thời trang Versace. Theo đó, cô nàng diện chiếc đầm hồng phấn ngọt ngào đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng tôn lên nhan sắc xinh đẹp cùng làn da trắng sáng. Đáng chú ý, trong đám đông vây quanh có một khán giả hâm mộ đã cầu hôn Triệu Lộ Tư bằng nhẫn kim cương khổng lồ. Phản ứng của cô nàng là tròn mắt ngạc nhiên, đưa cả bàn tay ra nhận mới đeo vừa món quà khủng từ fan. Biểu cảm đáng yêu của cô nàng khiến dân tình có một trận cười nghiêng ngả. Nhiều khán giả khen ngợi sự thân thiện của Triệu Lộ Tư dành cho khán giả của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Top Sao Hoa. Để không bỏ lỡ những tin tức mới và hot nhất, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.